Đạp đầy sông núi, anh em ta đạp đầy sông núi. Quyết bảo vệ sáng sáng, ta thề chết cho quê hương. Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc thực hiện. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quyết bảo vệ sáng sáng, ta thề chết cho quê hương. Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba, ngày 13 tháng 6 năm 2017, và cũng là buổi phát thanh lần thứ 2222 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình, như thường lệ là phần tin tức. Mời quý vị cùng theo dõi những tin chính sau đây. Việt Nam tiếp tục đàn áp Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Nhà đấu tranh Bạch Hồng Quyền sẽ ra hải ngoại để lánh nạn. Hà Nội tức giận vì Nam Hàn vinh danh các cựu quân nhân tham chiến ở Việt Nam. Thu hồi sân golf của quân đội để mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất. Hải sản Việt Nam mất giá vì tình trạng sông biển bị ô nhiễm. Dân biểu Đài Loan thành lập tổ chức ủng hộ dưới dân chủ Hồng Kông. Chi tiết những tin chính nêu trên sẽ được Mỹ Linh và Bá Cơ gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Kế đến trong chuyên mục Chuyện nước non mình, mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Hải Âu. Hơn một năm sau thảm họa Formosa, cái cột đèn nếu biết đi cũng bỏ nước ra đi. Giữa chương trình là tiết mục Đất nước đứng lên với ngòi bút của Cánh dù lộng gió qua bài Sự thật là tử huyệt của Cộng sản Việt Nam. Tác giả đã vạch rõ bộ mặt suy đồi của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ đã dẫn dặt vào nhà phá nát nền kinh tế trong nước và gieo bao nỗi khốn khổ cho người dân. Và thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với phần bình luận của tác giả Trần Trung Đạo với tựa đề Cuộc đấu tranh này là của người Việt Nam. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Hội đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng tại Anaheim, California, Hoa Kỳ. Đồng thời cũng để vinh danh ông Phạm Xuân Thân, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Mỹ Linh và Bá Cơ. Nhà cầm quyền Việt Nam lại tiếp tục đàn áp Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nhân mùa lễ tưởng niệm Đức Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ khai sáng đạo giáo này. Theo lời kể của ông Võ Văn Thanh Liêm, 77 tuổi, trụ trì chùa Quang Minh Từ, thì kể từ tuần qua, công an tỉnh An Giang đã lập các chốt chặn trên các ngã đường dẫn đến Quang Minh Từ ở huyện Chợ Mới. Mỗi chốt có từ 5 đến 10 công an mật vụ. Mặc dù bị đàn áp, khiến số người tham dự rất ít ỏi, nhưng buổi lễ kỷ niệm 78 năm khai sáng đạo Hòa Hảo vẫn được diễn ra một cách trang nghiêm vào hôm qua. Cần biết là vào mùa lễ năm ngoái, nhiều chức sắc Hòa Hảo cao cấp đã tuyên bố sẽ tự thiêu để phản đối việc bạo quyền ngăn cấm việc tổ chức buổi lễ linh thiêng này. Chính vì thế, theo lời ông Liêm, năm nay lực lượng công an mật vụ không đánh đập thô bạo các tín đồ tham dự, mà chỉ tìm mọi cách ngăn chặn và đe dọa. Các hành động đàn áp nói trên không chỉ diễn ra tại tỉnh An Giang, mà tại tỉnh Đồng Tháp, công an cũng lập các chốt chặn tín đồ Hòa Hảo đến tham dự buổi lễ vào hôm qua. Sau nhiều ngày tháng bị công an truy lùng, nhà đấu tranh Bạch Hồng Quyền cho biết là anh đang suy tính đến việc đào thoát khỏi Việt Nam để lánh nạn. Phát biểu từ một nơi ẩn trốn bí mật, nhà đấu tranh 28 tuổi này cho biết là mình đang suy nghĩ đến việc sang nước khác lánh nạn, theo đề nghị của một số nhà ngoại giao Tây Phương. Anh cho biết thêm là rất nhiều cá nhân và tập thể sẵn sàng giúp đỡ anh vượt biển lánh nạn. Cần nhắc lại, anh Bạch Hồng Quyền đã bị công an Việt Nam phát lệnh truy nã trong suốt mấy tháng qua, chỉ vì anh đã làm nhiều phóng sự về thảm trạng của người dân bốn tỉnh miền Trung sau thảm họa Formosa. Trong lệnh truy nã đưa ra, công an Hà Tĩnh chụp mũ anh Quyền là gây rối trật tự công cộng trong vụ người dân bao vây trụ sở huyện Lộc Hà. Vào hôm qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam chính thức bày tỏ sự tức giận đối với việc Tổng thống Nam Hàn vinh danh các quân nhân đã tham chiến ở hải ngoại, trong đó có cuộc chiến Việt Nam. Theo tiết lộ của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng, thì vào tuần trước, phía Việt Nam đã bày tỏ sự phản đối với đại sứ Nam Hàn tại Việt Nam, ba ngày sau khi Tổng thống Moon Jae-in
vinh danh các quân nhân Nam Hàn đã tham chiến ở hải ngoại. Trong số đó có hàng chục ngàn binh sĩ từng sát cánh chiến đấu với quân đội Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến quốc cộng trước đây. Trong tuyên bố đưa ra vào hôm qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đề nghị chính phủ Nam Hàn không nên có các hành động và phát ngôn gây tổn thương đến tình hữu nghị giữa hai nước. Tập đoàn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đang tìm cách thu hồi sân golf rộng hàng trăm mẫu của quân đội để mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất nhằm giải quyết tình trạng tắc nghẽn lưu thông trên bộ và trên không ở phi trường này. Cần biết là trong mấy tháng qua, đề nghị thu hồi sân golf này đã được dư luận ủng hộ mạnh mẽ. Thực tế là dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, phi trường Tân Sơn Nhất có diện tích gần 3.000 mẫu, nhưng sau năm 1975 thì được giao cho phía quân đội phân lô cấp đất cho các sĩ quan cao cấp xây nhà, khiến diện tích bị thu hẹp xuống còn khoảng 1.200 mẫu như hiện nay. Vào 5 năm trước, khu đất rộng gần 100 mẫu ở vành đai phi trường lại được biến thành sân golf, biệt thự cao cấp và khách sạn. Trả lời chất vấn của Quốc hội Việt Nam vào hôm qua, Bộ trưởng Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường thừa nhận là hải sản Việt Nam đang mất giá so với các năm trước vì tình trạng ô nhiễm sông biển diễn ra tràn lan. Tuy nhiên, ông Cường trấn an là tỷ lệ mất giá chỉ vào khoảng 2%, mà theo đương sự là không đáng kể cho lắm. Ông Cường cũng đưa ra số liệu báo cáo cho thấy là lượng hải sản thu hoạch trong vòng 5 năm qua đã sụt giảm khoảng 14% so với giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2005. Theo đó, thì tổng số lượng thu hoạch trong 5 năm qua, tính từ năm 2011 đến năm 2015, là từ 4 đến 4 triệu rưỡi tấn hải sản, chưa tính đến lượng thủy sản được nuôi trong ao đìa. Ngoài ra, theo thống kê mà ông Cường công bố, thì Việt Nam hiện có khoảng 110.000 tàu đánh cá đủ loại, với 630.000 người làm việc trong ngành hải sản. Các chiến biểu Đài Loan vào hôm qua đã ra mắt một tổ chức trợ giúp giới đấu tranh cho dân chủ ở Hồng Kông, một hành động chắc chắn sẽ khiến cho Trung Cộng phẫn nộ trong những ngày tới. Tổ chức này được thành hình trong lúc Trung Cộng đang chuẩn bị lễ kỷ niệm 20 năm nước Anh trao trả nhượng địa Hồng Kông cho Hoa Lục, và tổ chức này mang tên Ủy ban Dân biểu Đài Loan Hồng Kông, với 18 dân biểu thuộc hai đảng Dân Tiến và đảng Tân Lực Lượng của Đài Loan. Trong buổi lễ ra mắt có sự tham dự của hai thủ lãnh sinh viên nổi tiếng trong phong trào đòi dân chủ ở Hồng Kông là Hoàng Chí Phong, Joshua Phong và La Quán Thông, Nathan Law. Trả lời phỏng vấn của báo chí, cả hai thủ lãnh này tuyên bố Đài Loan là đồng minh của Hồng Kông và cần phải đoàn kết để chống lại sự áp bức đến từ Hoa Lục. Cả hai khẳng định là không chủ trương giành độc lập cho Hồng Kông, mà chỉ yêu cầu Bắc Kinh phải tôn trọng quyền tự trị của Hồng Kông. Thưa quý thính giả, bọn cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã hoàn toàn bỏ rơi các nạn nhân của thảm họa ghê gớm Formosa. Nay chúng còn dùng 18.000 nạn nhân này làm nạn nhân thứ nhì của tai họa bán nô lệ ra nước ngoài, để vừa có tiền ăn cắp, vừa được nạn nhân phải biết ơn. Trong tiết mục Chuyện nước non mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi bài viết có tựa đề Hơn một năm sau thảm họa Formosa, cái cột đèn nếu biết đi cũng bỏ nước ra đi, của Hải Âu sẽ được quê hương trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay. Sự việc Formosa xả thải chất độc tại biển miền Trung hồi tháng 4 năm 2016 đã trở thành thảm họa môi trường tồi tệ nhất trong lịch sử Việt Nam cho đến nay. Tuy nhiên, những kẻ bút nô bưng bô cho Việt Cộng vẫn khăng khăng cho rằng đây chỉ là cái sự cố môi trường biển. Hàng trăm ngàn người thất nghiệp lâm vào cảnh nợ nần, đói khổ, đến độ phải bỏ xứ để tìm việc nơi khác. Thế nhưng, sau hơn một năm xảy ra thảm họa Formosa, nhà cầm quyền Cộng sản đã làm gì để giúp những người bị ảnh hưởng từ thảm họa biển chết do Formosa Hà Tĩnh gây ra? Xin thưa, đó là những đợt cứu trợ bằng gạo mốc
được kẻ cầm quyền trích kho dự trữ lương thực để phân phát. Đó là những lần gây khó dễ cho những nhóm xã hội dân sự tìm đến trực tiếp cứu trợ người dân bị ảnh hưởng thảm họa. Đó là những đợt đàn áp đoàn người khởi kiện Formosa tại Nghệ An. Đó là những trò chia rẽ lương giáo bằng hành động sai thành phần côn đồ gây sự, đập phá mọi thứ đang diễn ra tại Quỳnh Lưu. Và còn rất nhiều điều ti tiện, những hạ sách khốn nạn mà nhà cầm quyền sử dụng để triệt hạ những cá nhân hay những nhóm, hội, đoàn thể lên tiếng phản đối Formosa và yêu cầu đảng cầm quyền minh bạch bồi thường thiệt hại từ thảm họa này. Nhà cầm quyền Cộng sản ra sức bảo vệ thủ phạm gây ra thảm họa biển bằng mọi cách có thể, từ việc đập tan những cuộc biểu tình yêu cầu trục xuất Formosa, cho đến việc tìm mọi cách bưng bít tin tức liên quan đến quá trình vận hành nhà máy Hưng Nghiệp Formosa, Hà Tĩnh. Sau đó, đưa ra một vài con dê tế thần kiểu như Võ Kim Cự để giải quyết nhằm trấn an sự căm phẫn của dư luận. Chưa hết, nhà cầm quyền còn tỏ ra vô cùng nhân đạo giả tạo khi tạo điều kiện cho người dân bị ảnh hưởng thảm họa này được đi xuất khẩu lao động. Tin từ báo chí trong nước cho hay, nguyên văn: theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, từ ngày 1 tháng 6 năm 2016 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017, đã có gần 18.000 lao động tại 4 tỉnh miền Trung là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển, được tạo điều kiện đi làm việc ở nước ngoài. Theo cách viết của bài báo này, thì dường như người dân đang hưởng những thứ ưu ái ban phát cho những nạn nhân của thảm họa biển cả tại miền Trung. Có lẽ nhà cầm quyền Cộng sản tưởng như ai cũng muốn được đi xuất khẩu lao động chăng? Hay có lẽ nhờ sự quan tâm sâu sắc của đảng và nhà nước mà người dân nơi đây mới được đi lao động ở nước ngoài? Có thể thấy, cái thói suy nghĩ ban phát sinh cho của chế độ Cộng sản luôn được sử dụng trong bất cứ trường hợp nào liên quan đến quyền hạn và lợi ích của người dân. Mặc dù nguyên nhân dẫn đến thảm họa môi trường biển xuất phát từ sự vô trách nhiệm, từ thái độ dung túng của nhà cầm quyền khi ký kết cấp phép cho Formosa thực hiện dự án, hàng ngàn nhân khẩu tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã phải rời khỏi nơi thờ tự, sinh sống và làm ăn từ bao đời để tái định cư ở nơi mà họ không thể bám biển để mưu sinh. Cả một vùng biển rộng lớn, vốn là ngư trường gắn liền với ngư nghiệp của họ, bỗng dưng trở nên nguy hiểm, độc hại và không thể khai thác. Điều đó đã gây nên sự khốn đốn cho hàng trăm ngàn nhân khẩu vốn dĩ đang bình yên, đầy đủ trong cuộc sống gắn bó với biển, với gia đình và với quê hương Việt Nam. Việc họ chấp nhận tha phương cầu thực nơi đất khách quê người cũng là do cực chẳng đã. Cuộc sống mới nơi đất lạ người dân có chắc đem lại cho họ niềm vui và sự bình an chăng? Đã có biết bao người đi xuất khẩu lao động trở về với nỗi tủi nhục khi sống tha hương. Họ phải chịu đựng những khổ cực, thiếu thốn vật chất, tình cảm, thậm chí còn bị sỉ vả, khinh khi, hành hạ từ công việc mà họ có được nơi đất khách. Đã có biết bao câu chuyện thương tâm từ những người xuất khẩu lao động trở về cho biết họ phải sống trong địa ngục trần gian. Những điều mà họ trải qua trong cuộc sống nơi xứ lạ, mấy khi được nhà cầm quyền lo lắng, trợ giúp nếu chẳng may họ bị ngược đãi. Ngoài ra, để được tạo điều kiện đi làm ở nước ngoài, những lao động này cần phải đóng một khoản tiền bao gồm phí đào tạo, phí khám sức khỏe, làm visa, vé máy bay. Những người không đủ điều kiện thì phải đi vay công mượn nợ. Đó là chưa kể đến nhiều trường hợp bị lừa gạt, khiến họ rơi vào thảm cảnh tiền mất tật mang cùng khoản nợ để lo thủ tục được xuất khẩu lao động. Trong số 18.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài mà nhà cầm quyền tạo điều kiện, đều là những người bị ảnh hưởng trực tiếp của thảm họa biển chết. Hậu quả từ thảm họa môi trường biển chết do Formosa gây ra cho đến ngày nay vẫn đang khiến hàng trăm ngàn người mất nghiệp mưu sinh. Chưa biết đến khi nào
họ mới có thể trở lại làm việc với nghiệp ngư dân vốn đã nuôi nấng bao thế hệ trong gia đình họ. Sự thiếu minh bạch của quan chức cộng sản trong việc bồi thường thiệt hại do ảnh hưởng thảm họa của biển cả vẫn đang là nỗi bực tức lớn lao cho người dân tại nhiều khu vực miền Trung. Mặc dù gần đây đã xảy ra vụ nổ lớn tại công ty Hưng Nghiệp, Hà Tĩnh, tuy nhiên, Formosa hiện nay vẫn cứ ung dung vận hành, sản xuất và đang tiếp tục đổ vốn vào mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Trong khi đó, chính những người dân Việt Nam không còn cách nào khác, đành phải bỏ quê hương để đi làm việc ở nước ngoài. Chắc có lẽ, 18.000 lao động tại miền Trung được tạo điều kiện làm việc ở nước ngoài sẽ ghi nhớ sâu sắc công ơn của đảng, của nhà nước chăng? Đó cũng là nhờ sự cai trị khốn nạn của đảng Cộng sản này. Có thể nói, người dân tại 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng từ thảm họa biển, không còn tương lai thì chưa đủ. Họ không còn đất sống bởi biển đã chết, thì cuộc sống của họ sớm muộn cũng chung số phận với biển. Ngày cờ máu chùm qua non sông, mẹ già đã khóc chiều dòng vạn dòng. Nhà tù đã mọc từ tây sang đông, như có đứa chôn tràn đầy ruộng đồng. Từ ngày giải phóng thành công 30, đồng bào đã nuốt hận thù ngập lòng. Bằng dòng máu Việt hồn thiêng non sông, dân sẽ đứng dậy dù bằng tay không. Xuân Lộc, Thái Bình, những địa danh ngàn năm yêu dấu, muôn người như một góp lời thề xây lại quê hương. Từ ngày cờ máu chùm qua non sông, mẹ già đã khóc chịu dòng vạn dòng. Nhà tù đã mọc từ tây sang đông, như có đứa chôn tràn đầy ruộng đồng. Từ ngày giải phóng thành công 30, đồng bào đã nuốt hận thù ngập lòng. Bằng dòng máu Việt hồn thiêng non sông, dân sẽ đứng dậy dù bằng tay không. Năm yêu dấu muôn người như một, góp lời thề xây lại quê hương. Từ ngày cờ máu chùm qua non sông, mẹ già đã khóc chịu dòng vạn dòng. Nhà tù đã mọc từ tây sang đông, như có đôi chôn tràn đầy ruộng đồng. Từ ngày giải phóng thành công 30, đồng bào đã nuốt hận thù ngập lòng. Bằng dòng máu Việt hồn thiêng non sông, dân sẽ đứng dậy dù bằng tay không. Dân sẽ đứng dậy dù bằng tay không. Thưa quý thính giả, ánh sáng chân lý chiếu tới đầu thì độc tài độc đảng tan rã tới đó. Sự triệt tiêu tất yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ theo quy luật này. Trong tiết mục Đất nước đứng lên hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Cánh dù lòng gió với tựa đề Sự thật là tử huyệt của Đảng Cộng sản Việt Nam
sẽ được Hướng Dương trình bày để tiếp nối chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay. Từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đến giờ, chuyện dối trá, bị bậm, bưng bít là sở trường ruột của họ. Bệnh này đã thành căn bệnh mãn tính, không có thuốc nào trị dứt điểm được. Nó đã thành khối u ác tính, gọi đúng tên là ung thư di căn giai đoạn cuối. Khối u đã tới giai đoạn cuối, nó sẽ tự bể ra và nó sẽ giết chết những kẻ bị mắc khối u ác tính đó. Cộng sản Việt Nam cũng thế, sau gần thế kỷ sống chung với căn bệnh quái ác này, đã đến lúc họ sẽ tự đào huyệt chôn chính họ khi căn bệnh ung thư di căn đã tới thời kỳ cuối. Đây là thời kỳ mà bất cứ chế độ nào, dù muốn hay không, cũng không thoát khỏi. Một khi đã lên đến tột đỉnh vinh quang, nghĩa là đã tận hưởng cái vinh quang giả tạo mà họ đã xây lên bằng chính xương máu, mồ hôi, nước mắt của những người dân vô tội, thời kỳ huy hoàng của họ cũng sẽ phải chấm dứt, như một người trèo lên tới ngọn cây, cuối cùng cũng phải tụt xuống. Không lẽ cứ lúc lắc trên ngọn cây, chờ cành cây trên ngọn gãy xuống mới chịu té xuống? Trước đây, Cộng sản Việt Nam độc tài, dùng báo đài trong nước làm công tác tuyên truyền, tự sướng cho chế độ, mọi nơi, mọi lúc đều ca ngợi, đều tâng bốc cái chế độ Cộng sản là quang vinh, là sáng suốt, đã dẫn dắt toàn dân Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, dẹp tan mọi âm mưu xâm lược của các đế quốc sừng sỏ nhất, như Pháp, Nhật, Mỹ. Sau khi đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, như Đảng đã tuyên truyền, thì chính Đảng là người lãnh đạo sáng suốt, lại thu gom tất cả mồ hôi, nước mắt của nhân dân, đem qua gửi tại các ngân hàng ngoại quốc. Đảng đã đưa con em mình qua du học tại các nước tư bản dẫy chết, như Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, châu Âu khác. Hơn thế nữa, Đảng còn sáng suốt hơn khi đội lên đầu kẻ thù truyền kiếp của cha ông ngày xưa, lúc nào cũng có mộng thôn tính lãnh thổ Việt Nam. Nhiều lần họ đã thất bại, nhưng chưa bao giờ họ từ bỏ ý định xâm lấn tổ quốc Việt Nam bằng những âm mưu cho dù 100 hay hàng ngàn năm sau. Cứ nhìn người sáng lập ra cái Đảng Cộng sản Việt Nam, thì biết vị thế của Việt Nam hiện tại đang ở chỗ nào. Từ một quốc gia có lịch sử ngàn năm chống Tàu, trăm năm chống Tây, cha ông ta đã anh dũng, hy sinh đánh đổi sinh mạng của chính mình để giữ yên bờ cõi, từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Đến giờ thì sao? Từ khi công hàm của Phạm Văn Đồng xác nhận hai quần đảo Hoàng Trường Sa thuộc về Trung Cộng, lúc đó Hồ Chí Minh là người đã chỉ đạo cho Phạm Văn Đồng ký cái công hàm này để lấy lòng phía Trung Cộng, và cũng để trả ơn cho Trung Cộng đã viện trợ vũ khí cho Cộng sản Việt Nam đánh Mỹ cứu nước, dâng cho Tàu như bây giờ. Cho tới nay, cái gen di truyền này vẫn còn tồn tại trong giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ vẫn nhớ câu nói là Trung Quốc với Việt Nam như môi với răng, môi hở thì răng lạnh. Bài học năm 1979 còn đó, khi môi hở thì răng rụng, chứ không phải là lạnh nữa. Bây giờ không còn môi hở răng lạnh, mà là ghi tạc trong đầu bằng 4 tốt 16 chữ vàng. Không còn phải là Hoàng Trường Sa nữa, mà là núi Lão Sơn, thác Bản Dốc, ải Nam Quan, các yếu điểm tiếp theo như Formosa Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Bô Xít Tây Nguyên, các nhà máy điện nguyên tử tại Ninh Thuận, Li En Men miền Tây Nam Bộ. Họ đã để lộ bộ mặt thật của họ ra khi cướp đất, cướp nhà của người dân, đẩy họ trở thành những dân oan, đã đàn áp dã man những người bất đồng chính kiến, những người dám nói lên sự thật, đòi quyền con người, tự do, dân chủ cho quê hương. Chính họ đã nói một đường, làm một nẻo, cái gì cũng do dân, nhưng người dân chẳng có quyền tự quyết, mọi cái nhất nhất phải theo chỉ đạo của Đảng. Chính họ đã làm mất đi thể diện của một chế độ, hèn với giặc, ác với dân, thấy giặc thì khép nép, tay bắt mặt mừng, còn người dân thì họ thẳng tay đàn áp hết sức man rợ, bằng cách cho công an giả dạng côn đồ, trà trộn để khủng bố tinh thần người dân yêu nước. Cái tử huyệt cuối cùng của họ là nền kinh tế kiệt quệ, chỉ biết dựa vào Tàu Cộng, bằng cách mở cửa tự do cho khách du lịch Tàu, hàng hóa Tàu ùn ùn kéo vào Việt Nam với mức thuế không đồng. Họ dẫn giặc vào nhà, phá nát nền kinh tế trong nước, gieo nỗi khốn khổ cho các nhà máy trong nước và những người nông dân, khi bị Tàu Cộng đánh lừa, kêu phá lúa,
phá cây trồng, để cấy những thứ chúng ra giá thật cao. Nhưng khi thu mua thì chúng báo lại là không thu mua nữa. Thế là nông dân trắng tay như dưa hấu, dứa miền Tây, dừa Bến Tre, vân vân. Tất cả những sự thật được phơi bày trên Internet sẽ là tử huyệt từ từ chôn sống chế độ độc tài, thối nát, đã mang trong mình khối u ác tính, chỉ chờ bể ra là báo tử. Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực Lượng Cứu Quốc thực hiện, phát thanh về Việt Nam mỗi ngày từ 9:30 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình AM 1503 kilo chu kỳ. Thính giả có thể nghe đài qua số điện thoại 1-712-832-7123. Đài phát thanh buổi đầu tiên ngày 15 tháng 5 năm 2011. Chi phí điều hành đài 15.000 Mỹ Kim một tháng do đồng hương khắp nơi đóng góp, ủng hộ tài chánh xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về PO Box 612882 San Jose, California 95161 hoặc qua PayPal trong website Radio Đáp Lời Sông Núi viết tắt .com đóng góp tài chánh được miễn trừ thuế lợi tức. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, cuộc tranh đấu dân chủ hóa đất nước phải đặt căn bản trên sự tự lực cánh sinh của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, chúng sẽ chiến thắng vì dân chủ đa nguyên là trào lưu bất khả vãn hồi của lịch sử nhân loại. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Trần Trung Đạo với tựa đề "Cuộc đấu tranh này là của người Việt Nam" sẽ được song thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay. Chiến tranh Việt Nam là một cuộc chiến bằng súng đạn đã chấm dứt. Ngày nay, Việt Nam có thể vẫn là mối quan tâm cho quyền lợi của Hoa Kỳ trong vùng Thái Bình Dương, nhưng sẽ không quan trọng đến mức họ phải mang đệ thất hạm đội đến để bảo vệ hải phận Việt Nam hay chuẩn chi nhiều tỷ Mỹ Kim để thay thế chế độ cộng sản độc tài đảng trị tại Việt Nam hiện nay bằng một thể chế dân chủ. Nhiều người khi đọc tin một chiến hạm Hoa Kỳ hay hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ đi vào khu vực tranh chấp trên Biển Đông là hồi hộp đợi chờ, dường như cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng sắp bùng nổ nay mai. Họ không biết rằng trong thời đại toàn cầu hóa này, không có kẻ thắng và người bại dứt khoát nào, và ngoài ra, những mâu thuẫn giữa các cường quốc chỉ mới bắt đầu, còn rất lâu mới chín mùi cho sự xung đột võ trang. Trong quan điểm của Hoa Kỳ, quyền tự do lưu thông trên Biển Đông và chủ quyền của các đảo đang tranh chấp là hai vấn đề, chứ không phải là một. Trung Cộng biết điều đó, và đã nhiều lần tuyên bố tôn trọng quyền hải hành trên Biển Đông, nhưng cùng lúc lại tiếp tục quân sự hóa Hoàng Sa và các phần đã chiếm được ở Trường Sa. Trung Cộng cũng hiểu ngoài những lời chỉ trích đưa tàu chiến tuần tra hoặc gửi máy bay đến chụp hình, vân vân, thì Hoa Kỳ không thể làm gì khác hơn. Lý tưởng tự do, dân chủ không phải là món quà nhân đạo mà bao giờ cũng gắn liền với quyền lợi của Hoa Kỳ. Dù Hoa Kỳ là một quốc gia đặt trên nền tảng dân chủ, nhưng qua lịch sử ban giao quốc tế nhiều lần cho thấy, cũng vì quyền lợi mà các chính quyền Hoa Kỳ đã bảo trợ, bao che, nuôi dưỡng những kẻ cầm quyền độc tài nhưng biết nghe lời, hơn là các nhà lãnh đạo yêu nước nhưng khó bảo. Trường hợp Pinochet của Chile, Noriega của Panama, Somoza của Nicaragua hay Marcos của Phi Luật Tân là vài thí dụ điển hình. Do đó, đừng ngạc nhiên khi Hoa Kỳ chấp nhận cái trò ngoại giao đu dây của Cộng sản Việt Nam khi mà trò đu dây này vẫn còn phục vụ cho quyền lợi của Hoa Kỳ. Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Iraq dưới thời Saddam Hussein là một bằng chứng. Vào năm 1983, Donald Rumsfeld, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, với tư cách là đặc sứ của Tổng thống Ronald Reagan, đã được Saddam Hussein tiếp đón niềm nở. Hoa Kỳ nuôi dưỡng chế độ độc tài Saddam Hussein để làm đối lực với Iran cùng khối Hồi giáo cực đoan quá khích và hợp tác khai thác dầu hỏa với chế độ độc tài này, mặc dù biết Iraq dùng vũ khí hóa học trong chiến tranh chống Iran và tàn sát thường dân Kurd. Nhưng ông Donald Rumsfeld im lặng. 20 năm sau,
năm 2003, cũng Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ này phát họa kế hoạch tấn công Iraq, xua quân lật đổ Saddam Hussein không phải vì lòng thương xót số phận đau thương của người dân Iraq mà chỉ vì quyền lợi của nước Hoa Kỳ. Tiếng kêu trầm thống của nhân dân Tây Tạng cất lên từ hơn nửa thế kỷ qua, nhưng ngoại trừ đôi lời an ủi và dăm ba lần tiếp xúc không chính thức, vẫn không có một áp lực quốc tế nào cứng rắn đủ để buộc Trung Cộng ngồi vào bàn đàm phán. Tại sao? Tại Tây Tạng nghèo khó và chẳng có tài nguyên nào để thu hút các đại công ty tư bản. Khác với cuộc chiến trước năm 1975 giữa Việt Nam Cộng Hòa liên minh với khối thế giới tự do chống lại sự bành trướng của ý thức hệ cộng sản, cuộc tranh đấu ngày nay hoàn toàn là của người Việt Nam. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, và chỉ người Việt Nam mới biết đâu khi những vùng đất của tổ tiên để lại bị Trung Cộng cướp đoạt. Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, vân vân là người Việt Nam, và chỉ người Việt mới biết đâu từ vết thương của đồng bào mình đang rỉ máu trong nhà tù cộng sản. Cuộc tranh đấu mới khó khăn và cô đơn hơn nhiều so với cuộc chiến bằng súng đạn trước đây. Cuộc tranh đấu hôm nay không giới hạn bởi lằng ranh, vị tuyến, hiệp định, và kẻ thù của đồng bào Việt Nam không phải ở bên kia sông Bến Hải mà ở khắp nơi, nhiều khi còn ở ngay trong gia đình hay thậm chí là chính bản thân mình. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn, cuộc tranh đấu mới vẫn có nhiều thuận lợi. Làn sóng chuyển hóa mang đặc tính thời đại đang diễn ra trên phạm vi cả nước, bắt đầu từ kinh tế và lần lượt lan sang những lĩnh vực văn hóa, thông tin, giáo dục và xã hội. Năm 1990, số người dấn thân tranh đấu còn đếm trên đầu ngón tay, nhưng hôm nay họ có mặt ở khắp ba miền. Con số có thể chưa đủ để tạo thành một lực thay đổi, nhưng rõ ràng đang lớn mạnh. Giới cầm quyền Cộng sản Việt Nam dùng mọi biện pháp bôi lọ, đe dọa, bắt bớ, tù đầy các thành phần dân tộc chống đối. Nhưng chính họ cũng phải biết, không bạo lực nào ngăn chặn được sự lớn mạnh âm thầm nhưng mãnh liệt của nhận thức con người. Bài học Ba Lan, Romania, Đông Đức vân vân còn rất mới. Ngày xưa chúng ta thường tranh luận nhau, trong nước hay ngoài nước sẽ đóng vai trò chủ lực, trong nước hay ngoài nước sẽ là nhân tố chính thúc đẩy chuyến tàu dân chủ. Hôm nay, những tranh luận đó không còn cần thiết nữa. Một vận hội mới đang mở ra và người Việt yêu nước dù ở đâu trên trái đất này cũng đều có thể đóng góp, có thể làm được hết phần mình mà không phải chen lấn nhau hay dẫm lên bước chân người khác. Con tàu phục hưng dân tộc Việt Nam còn rất rộng và đủ chỗ cho mọi người có tâm huyết. Hãy bước lên để cùng đi với dân tộc và thời đại. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Phạm Xuân Thân, sinh năm 1955, thuộc Liên đảng Cách mạng Việt, bị bắt ngày 22 tháng 6 năm 1996 với bản án chung thân. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 9:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc.daplời.songnui.a@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882 San Jose, California 95161. Điện thoại 408-663-9860. Ủng hộ tài chánh xin ghi
Đáp Lời Sông Núi và gửi về địa chỉ đài hoặc qua PayPal trong website radio đáp lời sông núi viết tắt .com. Đóng góp tài chánh được miễn trừ thuế lợi tức. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.